Dạ, cảm ơn đại ca. Con nhỏ này là mày dẫn xuống phải không? Dạ. Sắp hết rượu rồi anh. Anh uống nữa không? Em uống nổi nữa không? Em thấy á, cũng hơi lần lần rồi. Nhưng mà kệ, tại bữa nay em vui quá. Tiếp đi. Bộ bữa nay anh có tâm sự gì sao? Không, không có gì. Uống chút rượu vô, trông em càng giống với cô ấy. Em giống với cô ấy bao nhiêu phần trăm? Ờ mà thôi, em cũng không cần biết. Giờ em chỉ biết là đang uống rượu giải sầu thôi. Mình vô đi anh. Được rồi, tất cả đều đã vui. Hôm nay sẽ uống thật say. Uống thật say để hình bóng Mỹ Lan không còn trong mình nữa. Bực mình à. Chị sao vậy? Đang bực mình. Sao mà lại bực mình? Thôi, chị ăn chè đi. Ăn chè là hết bực mình liền à. Nè. Thôi chị không ăn đâu. Không ăn đúng không? Vậy thì em sẽ ăn hết. Chè khoai lang bột bán, nước dừa, thơm nức mũi. Không ăn là một sự thiệt thòi to lớn đó nha. Không ăn đúng không? Em ăn à? À. Ngon thiệt không? Ngon. Chị ăn đi. Vậy thì ăn. Mà sao chị lại bực mình vậy? Chị chat với ba Dĩ mà không thấy ba trả lời gì hết á. Trời ơi, vậy cũng bực mình nữa. Chắc ba Dĩ đang bận công chuyện gì đó thôi. Mặt em bị dính gì hả? Sao anh không ăn uống gì hết trơn vậy? Anh ngắm em ăn là đủ rồi. Lần đầu tiên em thấy có người ngồi ngắm người khác ăn mà cũng no bụng đó. Em ăn nữa đi. Em không ăn nữa đâu. Em no quá trời luôn rồi. Đi về hả? Sao gấp quá vậy? Không. Chứ sao anh? Đi đâu? Giờ chúng ta đi Đà Lạt chơi. Đi Đà Lạt?
Lúc đó em đã rất sung sướng vì bỗng nhiên có người nhận đào tạo em thành ca sĩ chuyên nghiệp, giống như đi một bước lên thiên đường vậy. Cảm ơn nhé. Liên hoan tiếng hát sinh viên luôn nha. Nổi tiếng vậy đừng có quên từ này nghe. Chắc chắn rồi. Chúc mừng em. Hôm nay em thật tuyệt vời. Tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Xin tự giới thiệu với em, anh là Edith Nguyễn, Việt Kiều Mỹ, giám đốc công ty đào tạo ca sĩ Sao Thế Giới. Dạ, chào anh. Ngày mai em rảnh không? Anh có thể mời em một ly cà phê được không? Dạ được. Trong giới nghệ sĩ em cứ hỏi, không ai là không biết công ty Sao Thế Giới của anh. Công ty anh á, chuyên đào tạo, huấn luyện ca sĩ chuyên nghiệp. Em biết mấy ca sĩ đang nổi bây giờ không? Quách Ngọc Diệp, Tony Cường, Hồ Thu Trang hay là Triệu Hồng Phước. Top 8 idol vừa rồi, hết phần nữa là gà của anh đó. Vậy hả anh? Em hát rất hay. Mà cũng đương nhiên rồi, em hát hay á thì mới đoạt giải chứ. Dạ, đó chỉ là phong trào sinh viên thôi mà. Em có một chất giọng rất đặc biệt, rất là hiếm có. Em hát hay á thì miễn bàn rồi. Nhưng mà em biết em đang thiếu cái gì không? Dạ, là gì vậy anh? Về giọng hát, thanh nhạc thì anh không dám bàn, vì anh không muốn múa đều qua mắt thợ với các thầy cô của em. Nhưng mà phong cách hát chuyên nghiệp, sự quyến rũ và bản lĩnh trên sân khấu có một ngôi sao, tất cả những điều đó công ty của anh sẽ đào tạo cho em trong thời gian ngắn nhất. Vì em đã có tất cả các tố chất để trở thành một diva mới. Hãy về với công ty của anh. Là sao em vẫn chưa hiểu lắm? Có gì đâu mà không hiểu. Anh sẽ ký hợp đồng độc quyền với em. Chỉ trong một đêm thôi, từ một cô bé lọ lem, em sẽ trở thành một bà hoàng. Em không cần phải lo gì hết. Đây là một cơ hội hiếm có cho em đó. Dạ, nhưng mà anh cho em suy nghĩ lại lời đề nghị này nha. Mọi chuyện đến đột ngột quá, em chưa có kịp chuẩn bị gì hết. Ok em, không sao đâu. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, hay là có thể tham khảo thêm ý kiến gia đình. Đây là danh thiếp của anh, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Dạ, em cảm ơn anh. Anh thấy đó cũng là một cơ hội tốt mà, có phải không? Cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy đâu anh. Thực ra thì chuyện này anh cũng rất ngại. Xưa giờ công ty mình chưa có tiền lệ như vậy bao giờ. Chủ trương của công ty là không thu một đồng nào của ca sĩ hết, chỉ thu khi có hợp đồng quảng cáo và hợp đồng biểu diễn thôi. Dạ. Em cứ coi như là công ty vay của em đi. Lần này á, mình không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được. Tài này là chuyên gia số 1 của Hàn Quốc đó. Ông ấy từng là thầy của Biren. Em biết Biren chứ? À dạ, em biết. Bi á là thần tượng của em đó. Đẹp trai, diễn xuất hay, hát hay mà nhảy đẹp lắm anh. Thật may là được rồi, khi anh sang Hàn Quốc anh gặp được ổng liền. Nghe thông tin về em, ổng nhận lời liền. Vậy hả anh? Nghệ sĩ mà, em cũng biết rồi đó, họ rất thích thử thách bản thân. Vậy hả anh? May quá. Ơi, ổng tới rồi kìa. Good evening. Yeah. This is Tuyết. She is the best singer of my company. Chào cô. Dạ chào. Mình ngồi đi. Còn đây là Mr. Lee, chuyên gia nổi tiếng người Hàn Quốc, bậc thầy của những nốt nhạc đó nha. Vậy hả anh? Anh đã nói với em rồi đó. Bây giờ hai người làm quen với nhau đi. Dạ. Cô Tuyết, cô đẹp lắm. Dạ. Anh, ông biết nói tiếng Việt á. Ông biết nói lớn lớn thôi. Vậy hả? Hôm nay mình phải ăn uống no say,
để ăn mừng mới được. Rồi ngày mai mình sẽ bắt đầu công việc sau. Tương lai của em sẽ rất sáng lạn đó nha. Diva mới của làng nhạc Việt. Anh. Hả? Em đi toilet chút được không? Em đi đi. Dạ. Tôi xin phép chút. Không có gì phải khóc, không có gì phải tiếc nuối. Mình muốn trở nên nổi tiếng thì mình phải hy sinh bản thân. Lừa nhiều cô gái để bán trinh cho mấy thằng Đài Loan. Đâu chỉ riêng mình em. Em thiệt là khổ quá. Phải chi mọi chuyện chỉ dừng lại nhiêu đó. Còn chuyện gì có thể xảy ra nữa? Không có tiền trả nợ, bọn cho dây nặng lãi hàng ngày hăm dọa đòi lấy đất của má em. Không chịu nổi, bà đã qua đời sau một cơn đau tim. Nó nên gì hả em? Thì đó, hắn nói cho công ty kẹt tiền mặt mà lại may mắn mời được chuyên gia cho em. Cho nên hắn nói đưa trước cho hắn 300 triệu, sau này hắn sẽ trả lại. Mà nhà em thì làm gì có tiền. Má em phải cầm cố căn nhà đang ở dưới quê. Trời ơi, đúng là khốn nạn mà. Cuộc đời nó như vậy mà anh. Ít ra là với em, nghe em kể mà anh còn thấy đau đớn. Huống chi bao nhiêu chuyện dồn dập với em như vậy. Má mất quá đau buồn, em không còn chỗ dựa. Em từng có ý định tự tử. Em đã ra đến cầu, nhưng thôi, em nghĩ lại, mình phải sống, mình phải kiếm thật nhiều tiền, phải quăng tiền vào mặt những kẻ hậm hĩnh đó. Nhưng trước mắt em phải trả nợ trước. Rồi em vào Sài Gòn đi hát ở phòng trà, quán bar, thù lao đâu có bao nhiêu đâu anh. Em không giữ được mình nữa, mà cũng đâu còn gì nữa đâu mà giữ hên. Còn chứ em, cuộc đời còn dài mà, bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Có thật không anh? Thật chứ. Khi nào rảnh anh sẽ kể cho em nghe chuyện của bạn anh. Bất hạnh cũng không thua gì em đâu, nhưng rồi tất cả cũng sẽ vượt qua hết mà. Từ nay em hãy quên những chuyện đau buồn đi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Thật không anh? Em hãy quên quá khứ đi và bắt đầu cuộc sống mới có được không? Cuộc đời em như vậy rồi, em không thể nào quay lại được nữa. Có những chuyện không phải mình muốn là được đâu anh ạ.
Anh có thể nào tin một kẻ sát nhân vừa mới giết người xong? Hắn quăng con dao xuống và hét lên: từ mai tao sẽ không giết người nữa, tao muốn làm người lương thiện. Anh có tin không? Mà em đâu phải là kẻ sát nhân. Mà nếu có là kẻ sát nhân, đâu phải tâm hồn lúc nào cũng nhuốm máu đâu. Không gì là không thể, nếu em chịu làm lại cuộc đời. Anh sẽ giúp em, kể cả ước mơ ca hát, nếu như em muốn. Chuyện là vậy đó, mày thấy sao? Mày có chắc là câu chuyện đó có thật không? Tao thì chưa tin lắm. Mày là thằng đa nghi nổi tiếng mà. Tao tin. Nhìn vào đôi mắt Tuyết, tao tin là cổ không có nói dối tao. Thì cứ tin là vậy. Rồi mày tính sao? Cứu một con người thì dễ, nhưng cứu mang một cuộc đời thì khó lắm. Mày đừng có giỡn. Tao thì cũng chưa biết làm sao. Mà mày nè. Cái gì? Không hiểu sao Tuyết lại giống Lan như hai giọt nước vậy. Nếu mà bằng tuổi, chắc chắn sẽ tưởng là sinh đôi đó. Ngộ gì hả? Mà trên đời này người giống người thì thiếu gì. Nhưng mà trong chuyện này mày phải suy nghĩ chín chắn. Sao, có vấn đề gì hả? Một, nếu mày thích thì nên ăn bánh trả tiền, xong đường ai nấy đi. Đừng bao giờ để những phiền phức xảy ra. Mày làm như tao là thằng hùng vậy. Tao nói thiệt, như nói vậy là tốt đó. Còn hai, là mày đừng vì Tuyết giống Mỹ Lan mà cố yêu sẽ gây khổ cho người ta. Chuyện tình cảm thì đến giờ mày đã gây đau khổ cho hai người phụ nữ rồi đó. Mày nói cũng có lý, để tao suy nghĩ thêm. Còn nếu mày cảm thấy yêu thật lòng thì cứ tiến tới. Tao cũng thấy mừng vì mày vui. Ừ, trong tao cũng có một tình cảm, nó lạ lạ. Mày đó, tình cảm với em nào cũng lạ hết. Thằng quỷ, thôi không nói chuyện này nữa. Kể tao nghe chuyện dưới nhà đi. Ừ. Mày đi để là một núi việc, nhưng bây giờ cũng tạm ổn rồi. Tiên Thủy có vẻ tạm quên đi cú sốc, học hành rất giỏi. Phước đức cho mày lắm đó. Tao mang ơn vợ chồng mày nhiều lắm. Ơn nghĩa cái gì? Có điều tao thấy lâu lâu tao mới lên Sài Gòn, mà mày cho tao ngồi quán cốc như vậy, tao nói thiệt mày keo lắm luôn đó. Tao muốn ngồi đây với mày để nhớ lại thời đi học. Còn bây giờ mày muốn đi đâu thì tao chịu. Quán cốc thì quán cốc tiếp. Vậy thì bờ kè thẳng tí. Ở đây là đâu vậy anh? Đi theo anh rồi sẽ biết. Em vô đi. Đẹp quá anh. Em có thích không? Em đâu có cần phải ở nơi sang trọng như vậy đâu anh. An cư thì mới lạc nghiệp được chứ em. Em xinh đẹp thì nhất định phải ở nhà đẹp. Phải đẹp em mà. Nghĩ tới cái đẹp để không phải nhớ tới những điều không đẹp. Em cảm ơn anh. Em không phải cảm ơn anh đâu. Anh cũng vui khi thấy em vui. Miễn là em chấp nhận làm lại cuộc đời thì việc gì anh cũng giúp em hết. Cố gắng lên em nha. Dạ. À, cái tivi này hơi nhỏ, để vài bữa nữa anh mua cái tivi khác lớn hơn. Ừ. Ê, anh.
Ở đây mát và thoáng quá anh ha. Đây là ban công. Nhà này có hai phòng, đây là một phòng. Còn đây là nhà kho. Nhà kho. Đây là nhà vệ sinh. Đẹp quá. Còn đây là một phòng nữa, em muốn để đồ gì trong này cũng được hết. Còn phòng ngủ là bên này. Thích quá. Trong nhà đầy đủ tiện nghi luôn á. Anh, từ bây giờ trở đi em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Khỏi phải đi hàng ăn quán chi mất công anh ha. Biết nấu mới nói à nha. Đừng có mà nói cho xong rồi bắt anh ăn mì gói, tội nghiệp anh lắm mà. Nè, đừng có khi dễ nha. Chưa thấy chưa tin phải không? Được rồi, nếu cần á thì hôm nay em sẽ cho anh nếm mùi tuyết khen cúc. Vô phòng ngủ coi đi. Đẹp quá anh ơi. Ủa, đây là công viên. Công viên hả anh? Ừ. Chết, anh quên mất. Anh có cuộc hẹn, bây giờ anh phải đi liền rồi. Em ở nhà nha. Ở tạm đi, mai anh chở đi sắm sửa thêm một số đồ nữa. Anh đi giải quyết công việc đi, em tự lo được mà. Em giữ chùm chìa khóa này đi. Có đói bụng thèm cứ ăn trước nha. Ngoài cổng có tiệm phở ngon lắm. Vậy hả anh? Anh đi nha. Dạ. Bất ngờ quá. Giống vợ chồng son quá. Alo, anh cần gì? Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở dưới này nè. Hả? Sao anh biết tôi ở đây? Làm gì lâu dữ vậy cưng? Bắt anh chờ 1 tiếng mấy rồi đó. Ngồi đi. Định trốn anh đi xe tổ Uyên Ương hả? Tôi cần gì phải trốn anh? Không trốn. Vậy mấy bữa nay cô đi đâu? Tôi đi đâu mà phải báo cáo cho anh biết hả? Đi đâu cũng phải nói anh một tiếng chứ. Làm anh lo lắng đi tìm em khắp nơi à? Anh đi tìm tôi trong mấy cái chiêu bài cá độ đá banh hay là cái chỗ anh chích choác á là có tôi liền chứ gì. Anh nói thiệt mà. À em, em đưa anh ít tiền đi. Em bỏ đi mấy ngày nay không có tiền, anh đói quá. Tiền đâu mà đưa cho cái túi không đáy như anh hoài vậy? Mà anh tiêu xài vừa vừa thôi chứ. Tôi đâu phải là cái máy ăn tiền cho anh đâu. Nè. Cho anh 2 tờ nữa đi. Anh còn phải đi sửa chiếc xe nữa. Cô ngu vậy hả? Cặp với đại gia mà xài mấy cái thứ này làm sao mà còn chứng nó được. Tại sao anh luôn luôn có tư tưởng lợi dụng người khác vậy hả? Ôi, em nói vậy sao được. Đó chỉ là một cách cân bằng cuộc sống thôi. Chuyển một ít tiền trong túi người giàu sang túi của những người nghèo như chúng ta, đó là cân bằng cuộc sống. Anh thiệt là đê tiện hết sức mà. Bao nhiêu năm nay anh cứ xài tiền của tôi. Tôi trả nợ cho anh như vậy chưa đủ hay sao? Thôi không nói nhiều nữa. Bây giờ thống nhất như vậy, mỗi tuần em đưa anh 5 chai. Bây giờ anh đang cần lo một số chuyện. Anh vậy ha? Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy chứ. Tự tin đi. Anh anh đi như cưng. Cho chị 1 ly cà rốt em. Dạ. Cho tôi cà phê đá. Anh chị cho em chút. Em vô quán này lần nào chưa? Dạ chưa. Em đi ngang hoài à. Mà không có biết là bên trong nó đẹp như vậy. Mưa lại rơi. Đi khắp nơi. Chỉ
chỉ thấy Sài Gòn cà phê là nhất. Sài Gòn giống như xứ sở của cà phê vậy. Sang trọng cũng có, mà bình dân cũng có. Ngồi yên nha. Ngồi yên. Gì vậy? Ngồi yên đi. Chụp hình em hả? Anh là mây, mây hoài bay để em đắng cay. Em ở đây vẫn chờ anh, em đợi điều gì? Ngày đôi ra đi, anh không nói câu gì. Em giật mình hoang mang, nhận ra anh lừa dối. Gục ngã em chơi vơi, rớt nước mắt nghẹn lời. Thế giới sụp đổ trước mắt em. Hợp lắm đấy. Trôi qua yêu thương vẫn chưa nhòa, em đợi bình minh lên và anh sẽ lại đến, đợi mãi trong cô đơn nước mắt rất lặng thầm, em chờ đợi anh trong nỗi buồn. Yeah. Mưa lại rơi, em lại mong, em lại nhớ người. Vai của em, vai của em lạnh trong đêm tối. Không còn anh. Trời ơi, chết rồi. Thôi đi về đi em, anh mệt quá rồi. Đi về. Thôi được rồi, đã nói là đi làm rồi mà. Trời ơi, chưa, đứng lại coi. Nghiêm. Nè. Trời đó, đi làm được rồi. Xong rồi phải không? Ừ. Thưởng nè. Nè, con nó thấy bây giờ. Trời đất, con cái nó lớn rồi. Nó phải hiểu cho tình yêu của cha mẹ chứ. Cha mẹ càng thương yêu nhau, gia đình càng hạnh phúc. Cái gì nó cũng được hết á. Thôi đi làm mà nha. Mà nè, anh lên Sài Gòn gặp anh Dĩ sao rồi? Nó đang yêu. Hả? Anh nói anh gì? Anh cái gì vậy? Đa nghi quá. Hả? À, nó dặn anh á là đừng nên nói cho bé Thiên Thủy biết, để nó sắp xếp hết mọi chuyện rồi báo cho Thiên Thủy biết sao. Đúng là đàn ông mà. Vợ mất chưa bao lâu á mà đã ra ngoài tòm tèm rồi. Anh coi chừng á, anh mà lén phén hả là chết với em á. Là dính dấu tay đầy eo luôn hả? Ừ. Biết rồi, tôi đi làm. Bye bye chồng. Chết rồi á, có gì tôi gọi người đi vớt xác cho cô. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Cố gắng ăn cho lại sức. Không, anh để đó đi. Chút nay em ăn được mà, em không sao đâu. Không sao gì mà không sao. Người em nóng ran kìa. Mà sao em làm chuyện dại khờ quá vậy? Cuộc đời này có còn gì để cho em sống nữa đâu. Em đã mất tất cả rồi, sống đi làm gì nữa. Tầm bậy tầm bạ. Ở trên đời này á,
không có gì là không thể vượt qua. Mọi chuyện á đều sẽ qua thôi ha. Đừng có làm chuyện dại dột như vậy nữa nha. Mà anh ở đây có một mình hả? Ừ. Nhìn anh á, hình như anh là người ở tỉnh. Anh ở đây lâu chưa? Anh dọn về được mấy tháng. Trước đây á, anh ở ký túc xá. Vậy quê anh ở đâu? Anh ở Đồng Nai. Ừ, vậy cũng gần. Chắc anh cũng thường về quê lắm ha. Nói Đồng Nai chứ ở xa lắm. Ở gần rừng Nam Cáp Tiên lận. Ừ. Anh cũng ít về quê lắm. Với lại ở quê có ai đâu mà về. Sao vậy anh? Ba má anh mất từ khi anh còn nhỏ xíu à. Anh ở với ngoại. Mà năm ngoái á, ngoại anh chết rồi. Má em cũng mới mất. Thôi, em nghỉ đi, vô trong nghỉ đi. Em đừng có ngại. Dạ. Tối anh ngủ ở đây, em ngủ ở trong. Cảm ơn anh. Mà anh học ngành gì vậy? Sao anh không ở ngoài ký túc xá nữa? Anh học ngành cơ khí. Ký túc xá trường anh á, nó tuốt ngoài Thủ Đức lận. Không có tiện đi làm thêm. Mà không đi làm thêm á thì đói. Nãy giờ toàn em hỏi anh không à. Sao anh không hỏi em quê ở đâu, gia cảnh thế nào? Chờ em tỉnh táo rồi hỏi cũng đâu có muộn. Ăn đi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi. Ráng quên hết mọi chuyện buồn phiền đi nha. Tính ra tụi mình đều cơ nhở giống nhau, coi như là có duyên ha. Em ăn đi. Em cảm ơn anh. Ăn coi có ngon không? Ê mày, con nhỏ tiếng hát sinh viên bị gì kìa? Mê tiền, lo chạy show nhiều quá nên bị đình chỉ học chứ gì. Tội nghiệp, con người ta bị đuổi học mà mày miệng mồm độc ác chanh chua quá vậy. Đáng đời, nhìn cái mặt dinh dinh trong cái giờ luyện thanh á là thấy ghét rồi. Em ngồi ở đây mà bắt anh đợi ngoài cổng, chờ cũng chết luôn. Ủa? Em bị sao vậy? Có sao không? Em bị đuổi học rồi. Bị nợ quá nhiều môn. Cánh cửa cuối cùng bây giờ cũng đóng lại với em. Bây giờ em phải làm sao đây? Thôi, em đừng buồn nữa. Cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Với lại em còn giọng hát mà. Phải không? Thì sống được thôi, lo gì. Đi. Đi đâu? Đi ăn mừng.
Mưa lớn quá trời. Anh ơi, em có mua đồ ăn cho anh nè. Anh sao vậy? Anh sao vậy? Dạ. Anh sao vậy? Anh đừng làm em sợ mà. Anh đừng có làm em sợ. Anh đừng có làm như vậy mà Nhã ơi. Anh đừng có như vậy mà. Thôi được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Để em đi mua thuốc cho. Đừng em ơi. Anh hứa với em là anh cay rồi. Nhưng anh nhưng hứa. Mà em thấy anh như vậy em không có chịu nổi. Để em đi mua thuốc cho. Em đi tìm đi mua cho anh. Em đi tìm đi mua cho anh. Em đi tìm đi mua cho anh. Em cứ ở cùng với Thu, hai đứa con gái ở với nhau cho nó tiện. Sẵn mình gắn cái mác là sinh viên, cho em được giá hơn. Anh cũng đâu có muốn, nhưng vì tương lai thôi em ơi. Cha nội nè, sao giờ này còn chưa tới nữa, trễ giờ tao mất tiêu rồi. Mày ngu quá à. Tao không hiểu sao mày có quyến luyến gì cái thứ đó. Cái thứ đàn ông chẳng ra gì, bỏ mẹ nó đi cho xong. Hôm nay mày bị sao vậy? Sao mà bỏ được hả Thu? Vậy mày coi nó có phải thằng đàn ông tử tế không? Học hành nửa chừng thì bị đuổi, không làm ăn gì hết, chỉ biết sống bám vô mày. Tao còn cái nghĩa với ổng, ổng đã cứu mạng tao. Mà ổng bị đuổi học á, cũng bởi vì hàng đêm chở tao đi hát chứ bộ. Tào lao, nếu như mà vì cái nghĩa thì mày đã trả hết từ lâu rồi. Mà cho là nó chở mày đi hát hàng đêm đi, mà hồi trước á nó cũng phải đi làm đêm vậy. Mày thấy tao nói đúng quá rồi chứ gì. Nó thấy mày kiếm tiền dễ quá cho nên nó mới sanh tật như vậy á. Nói thiệt, nhiều lúc tao cũng chán ngán quá mà không biết phải làm sao. Tao thấy mày nên tính kỹ lại đi Tuyết, kẻo uổng phí cả cuộc đời. Hôm nay mày định đóng vai má của tao hả con kia? Mày nhìn mày đi, mày đẹp không biết bao nhiêu thằng theo. Coi liệu mà tính chuyện tương lai, kiếm thằng nào tử tế mà ấm cái tấm thân mày. Mày định làm cái nghề này rồi mày theo thằng Nhã hoài sao Tuyết? Mày cũng đẹp mà, sao mày không lo chuyện tương lai của mày đi mà ở đó dạy đời tao? Tao thì dốt, còn mày có học mà Tuyết.
mày lại có được cái giọng hát trời cho. Không lẽ mày lại đi so bì mày với cái loại gái bán bia ôm như tao sao? Cô ngu quá, tại sao lại xài mấy cái thứ này? Không ngờ anh ấy càng ngày càng thay đổi. Bây giờ chỉ lợi dụng thân xác của mình để sống bám mà thôi.